Công sĩ dân vận xin lầu cáp diện dấu kéo công sĩ cháy liệm đảng thấy liệm chính quyền quốc gia cháu lúc công sĩ dân vận diêm các cơ quan quốc gia kéo dấu lúng can quy chế dân chủ diêm cơ sở mê liệu phát huy lúng tài cán bộ đảng viên chế quyền cháu tiêu phong vận bịa cháu sung công sĩ chính trị diêm cơ quan đơn vị cháu can đề án số chầm hư liệu cháu lúng công sĩ dân vận diêm cơ quan hành chính quốc gia cháy liệm chính, chính quyền quốc khang diêm hội giảng xanh nay vị tiêu chiếm trụ cháu lúng kéo họ can miền bản như thế đối với đảng bộ huyện Xuyên thì để đảm bảo cái thực với đảng bộ Vị Xuyên quyền liệu đảm Các bảo dấu lúng can đề án số chậm hư cho xây kênh ban thường vụ huyện ủy và dạ xe chuẩn bị tỏ tàu bầu khang tài chất lượng dấu lúng công sĩ dân vận can đề cao nhê sàng nhà dền y cao hành chính cơ quan quốc gia nhê công sĩ và xe mài có viện xiang cao sĩ tú công tháo hăng xếp miền bàn tài cho xỉ can phương châm đảm bảo tú cơ quan quyang sảnh vân xin lầu nòi phàn ship miền màn tháo cho xì, đảm bảo tốt miền màn ý quyền cháu chiêu, tỏ lưu nhau phục vụ buôn miền màn. Vững mạnh, sát dân, gần dân, đảm bảo quyền làm chủ quyền nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân nhằm ham dấu công sĩ dân vận với dự tử lãnh sĩ quan sống, ban dân vận giam vị xuyên quyền giả phốn chết liều dấu lúng công sĩ tại các lĩnh vực, Với năng tham mưu pun thường trực ban thường vụ quyền ủy tại công sĩ dân vận tôn giáo, cháu công sĩ dân vận mai tham tỷ quá biển siang, phong trào sái đấu dấu công sĩ dân vận lúng, nhà tu triển khai cháu mình cô mình quen, nhua đùa há nhẹ nhà con, công sĩ dân vận chính quyền, giả tiếp tú phạt diệm lệnh công miền theo chơ sĩ con sĩ cháu can quy chế dân chủ dâm cơ sở giả xe cho thúc gọi giải quyết tốt miền bản dê sâu so phim cố tháo chuyên can phát biểu quy tình gian vừa qua thì công tác dân vận trên địa bàn đã có sự chuyển biến rất là dâm chưa thảo trang quý con sĩ dân vận dâm chưa tập dân 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 dây giả xe mai qua biển sang triển khai cháu trăm năm phong trào sải đâu với năng sải dấu các năm mơ phán cháu nhàn cháu hốp mơ phán cháu dân vận hết cả gì tu con thảo triển khai tại nghị quyết số gì thực hiện quản trị miễn thuế phí chế quỹ chiêu lạc là hậu tham mưu trong triển khai cái nghị quyết số 27 để bài trừ các hủ tục phong tục lạc hậu viện sang liềm nhìn nhau kéo trợ cho sĩ họ can tập trung như điều kiện huống tháo cơ sở phát huy tài có tổ chức có lực lượng dây chạ cho sĩ liều cho lúng công sĩ dân vận nay với địa tiểu tu vị xuyên quyền cháu chiêm chưa tham nhã quý Yem Linh Hồ Xía tại công sĩ xã Hội Hóa chế Liệm Lãng Xuân, Viễn Xiang, Chả dầu tút lủng Quật Sinh Sĩ tút Công. Sĩ Tô Công tỷ yết với tiểu chao bê tông, kho chẩm hiên quyang pia chi, đau dân ông lệnh tổng giâm chun nà diệm. Tu hưu, tút chọn chàng làng, tút chọn xấu há lại dịch bếp phê dịp lụa khua miền dâm chun nà diệm, dịp khua xuất tốt bưa chủ nhàn. Dịch bếp phê chấm khua giâm chun bản lùa, dịp khua xê xuất phê bếp sinh nhàn. Những người dân thì nộp lên 3 triệu này cũng thấy ví dụ nói ra bảo là bán thấp. Bởi kiểu miền bản có nhiều hứa xuất bữa chịu nhàn, xe chẳng hai xăm nhầy. Mà con bữa xuất bữa là nhàn, xấu khói tu cháu màn tỏi khu dạng hắn ai. Như bữa kể hai nhau là xỉ ỏi. Mừng lắm đi lại nó cứ đi cộ đi lại nó dễ cùng nói chung là với cái số tiền bữa nay nhàn bơi kiểu chỉ bữa nổ xuân miền vét dạng tham nhơi mà cun khói tu trao lũng. quế kỳ khinh vừa nhè nằm dâu dạy phun mạng tỏi tốt xìu, vế chỉ bươi kẻng hái hiệu lạc sĩ ỏi. Từ chiều dân sinh dâm chun lủng trang linh hồ xế, tóng trá á làm tế tháo phép phép chiều nhàn. Nhiều chỗ sáng dàng hoi hưng hải chi lệ nhìn chậm nhảy nhàng Con tháo công thấy liệm từ chiều, ông Hà Văn Nguyên, Chủ tịch ủy ban biển bản xế Hà Công. Quý kỳ khinh quyền mai chủ trương về các khu miền bản dâm của nhuất xuân lùng trang, giờ sẽ càng xuất nhàn kéo xuất tu giật xin dịp bé công. côn, kéo ấy mai chiếc xe lụa chiều nhàn quý dâm xuân nhơi, nhì dì chiều dâm xía nhơi, bé sẽ phơi chiều dâm quyển nhơi, kéo phan bé chiều dâm nhóm thiện nguyện pia ca nhơi. Chá tu nơi tiểu chiều quý sang về miền bản dinh hiệu cảnh hà la xì ỏi. Bây giờ được nhà nước hỗ trợ xong thì cũng là... Tô qua cha bang thánh quân Nhật Bản, miền bản tôm giỏi mà nhất dấu, Cháu chả tốt nhất chiều chiều ký xoang nó... mình tài kỉnh cao hời. Lại, bây giờ nó thuận tiện hơn nhiều rồi. Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái công tác uh, vận động nhân dân. Như bữa chầu lóng con sỉ dân vận vẫn tống phát liền miền màn. Cả chỉ tu con tháo hang vấn tấu biên màn cho con chế liệm lang chun viễn xiang, chế liệm tiêu chí lang chun viễn xiang em phá hai dạc khang. Kết quả như bữa cháu tu dạ số năm công trình chiếm như tập bung, bên hang trả chiều chơi có tỷ trao bê tông kiểu mẫu, nay với có tiểu công thông tốt miền màn bánh theo cháu. Đã được cái sự đồng thuận rất lớn của bà con nhân dân. Chủ chốt liệu chấu lúng công sĩ cháy liệm, cơ sở khá tầng lang chun, công sĩ dân vận, xe lái mài chấu lúng phong trào kho trao kiểu mẫu. Dân năm xí thị trấn Mách khủng mài đủ tỷ trao đăng ký dự thi kế quyền. Liệu giả xe thông phát tống diệt tháo các năm chun tổ dân phố, tu phát liền miền màn tổng dòi tổng heo tổng ấy chấu. Dạng tàu nhàng con đi chi lây nhìn dịa nhảy nhán thị cao, vì xuyên quyền giả xe khoai tu chấp bếp năm tổng dưới cháo bê tông. Giang khói tu ở làm thế tháo bưa năm tổng như chào. Mẹ màn xuất tốt trên nhảy xin, bếp bếp lệnh hoi cổng bầu, kéo bưa tỉ lệnh nhàn liều chế liệp lang xuân viện Giang. Người dân này cũng đã tích cực tham gia và hưởng ứng rất là tốt. Mẹ màn giả tôm giỏi can chiến chấu lúng công phát triển kinh tế, quảng, quảng dịa có tiêu quầy chiêu lạc hậu, dôn bia chế liệm à, tạch bung mài pháng rành ruồi. Đẹp, xanh sạch đẹp. Ngay từ khi có kế hoạch thì chúng tôi cũng đã Giao mai kế hoạch về như bữa giảm bền, khoi vùi chẳng làng kéo biên mạng, vẫn tống tồn dòi miền mạng xuất nhàn tại trời khoi có thể trao. Xã hội hóa chóng biển dâm chảo hên, cả gì thu công tháo lái mai đảng ủy kêu ủy ban miền mạng thị trấn tỏ tàu, có tổ dân phố, trời khoi tu có tiểu trao liền chùn. Chỉ đạo trong tổ dân phố trong cái việc là xây dựng tuyến đường. Bắc Quang trả xe dân đông quyền, tham nhán nái, dấu chóng thóng cảnh chóng tông cuối, liêu khuyến búa pui miền màn khoi quang đào tẩy, dấu thoáng thóng kẹt chóng, tông cuối quyền nhà bền tráng kế hoạch pun gì cả có năm xía có năm xía hạ phát công pun chàng làn cấp ủy viên phụ trách có năm chun quang minh xía giặt chun vấn tống có làn hội viên nộp xuân miền dấu xếp công siêu thóng bèo chính chun kéo chóng, có nhùng lại chói phía tông cuối lại mài dấu lúng công sĩ dân vận phốn thị cao quang minh xía giả xe choáng tu lượt chấm khách ta cả mẹ phải chờ khách ta nhẹ lại có nhùng Thôn bắt đầu họp dân và đi xuống. Bên khoai vùi xa làng kiếm miền mà vẫn tống phát hiện miền màn xoáng thóng cảnh xoáng tông cuối. Phốn tháo y cao mai khoảng chua dịp vườn phát như miền màn xoáng cà mẹ dì lê dì chun. Xã cũng đang thực hiện tốt công tác dân vận để phát triển. Trong... Xí nhà xe chấu lống công sĩ dân vận, hiểu phát hiện miền màn xoáng thóng cà mẹ tông cuối. Liệu bệnh tác ở chấu lống nét tiêu xía nhà liệm kia ban tòa tàu hai có cán bộ công chức tham suất chỉ minh chun vận tống pun bắt liền miền màn liệu pun miền màn nhằm hiếu sinh tại nữ bươi nhê mục đích vai trò kéo nữ bươi nhê lợi ích cho các chương trình nghị quyết nhang lại tôm do miền màn giả xe thiếu viện tài trợ ấy cháu can vai trò, dẫn năm cơ quan tham mưu trực tiếp, pun cấp ủy, dân quyền tại công sĩ dân vận, Ban dân vận quyền ủy Bắc Quang Trà cha Thim kéo có phòng ban bài liên quan tham mưu bôn ban thư vụ quyền ủy, ủy ban quyền, khoai quyết thăm xét sâu tỏ tạo, triển khai dấu lống can đảng như chủ trương chính sách của cha như luận lợi tại công sĩ dân vận, quế lại phong quyền bịa dấu gọi tại kinh tế, văn hóa xã hội, miền bản che sẽ kênh tốt bộ khang dịch khang

có 27 mô hình. Lĩnh vực an ninh quốc phòng có 9 mô hình, còn lại là các mô hình khác. Chiếu mạng dạng quá tiêu công sĩ tu, khẳng định tài công sĩ cha thêm đảng che sĩ tòa tàu với cứu công sĩ dân vận, vẫn tống bắt liền miền mạng ơi lống can đả như chủ trương chính xét của cha nhiên luật lời. Giá phí miền mạng cha giấu khó chế, tổng giỏi tổng hiếu tổng ấy liều thấy liệm kéo trang tập quân quốc giảng.